Rồi, kênh Mai Vàng Hùng Anh xin chào các bạn nha. Hôm nay cũng ngày 28 rồi, 28 tháng 6 âm lịch của mình rồi. Thì em cũng ra quay cái clip này lên để chia sẻ bổ sung thêm cho những anh em mà mua thuốc của em để áp dụng nữa. Thì cũng cập nhật, trước là cập nhật cây mai. Nay là 20 ngày. Đây. Bữa nay nó già lá, chuẩn bị già rồi đây anh em. Nó cũng cho anh em xem. Rồi em cũng chia sẻ thêm cho mấy anh em, sẵn có những anh em nào mới tập chơi mai ở ngoài miền ngoài á, từ Gia Lai đồ Khánh Hòa ở ngoài á, điện vô em hỏi là cây, cũng như là những cái mai của anh em bị si mà ở ngoài dùng ngoài miền ngoài đó, Gia Lai, Khánh Hòa, Đà Nẵng đồ gì, Phan Thiết, Bình Thuận đồ đó, rồi nó mưa hoài rồi sao xử lý đây. Thì em cũng chia sẻ với mấy anh em luôn, là cho những anh em ở ngoài miền ngoài ha, thì những cây mai của anh em bị si thì anh em trang bị cho em thêm một cái nữa. Nếu anh em mua thuốc của em về sử dụng thì anh em đi tìm mua cho em một cái bao bì bóng như vậy nữa nè anh em. Đây, bì bóng này nó có hai đầu nha, bên hông nó liền, mà hay là anh em mua cái bao bì bóng trắng như vậy cũng được, không cần có hai đầu như vậy. Cái này nó bán mét nha anh em, ở đây chỗ em này bán 25 ngàn hay 30 ngàn mét, còn không biết chỗ anh em là bao nhiêu thì em không biết. Thì anh em mua cái bao bì bóng như vậy nè ha, rồi anh em đem ra anh em quấn vô cái gốc mai anh em, mấy cây mai nào si đó ha, anh em quấn vô như vậy cho em, đậy kín cái chậu lại, lấy cái cọng dây buộc lại vô cái gốc mai dưới đây nè, buộc lại như vậy cho nước mưa mưa cái nó tuột ra ngoài miệng chậu, nó không có vô chậu, còn ở trên lá nó không sao anh em, còn ở dưới gốc anh em không cho nước vô nha. Anh em buộc cái bị bóng vô như vậy cho em, mưa mưa suốt thì anh em cứ buộc bị bóng vậy đi, rồi tới cử tưới thuốc thì anh em cứ dở cái bị bóng lên anh em mở ra cũng được, mở ra anh em tưới nước thuốc chưa xong rồi anh em buộc lại, còn làm biếng thì anh em dở lên tưới nước thuốc vô gốc mai thôi, dở lên như vậy nè đây, rồi tưới vô cái gốc mai rồi xong anh em đậy lại, bảo đảm anh em là cây mai em, anh em sẽ cứu được cây mai anh em thôi, không cho nước mưa vô. Mà phải mua cái miếng bì bóng như vậy đang buộc vô gốc mai, những gốc mai si nha. Rồi anh em nhớ thấy không, cái cây mai này từ hồi bữa em cứu tới giờ là nay 20 ngày em chưa có tưới miếng nước nào vô đây hết á. Tại vì em nói cho anh em biết, em đã, cho anh em mới tập cây mai biết nè, mình ngồi mình am hiểu rồi, suy nghĩ ra và am hiểu cây mai nó chết nước, chết si vì do uống nước, mình tưới nước nhiều quá nó lạnh rễ nó chết. Còn như mà nó ấm rễ, nó khô nó ấm rễ, nắng lên nó ấm rễ thì cây mai nó sung. Nó như cây điển hình như cây này. Nói em nói thiệt với anh em, nhiều khi anh em không tin là từ hồi 20 cứu cây mai này tới bây giờ là em không với cắt nước 3 ngày, với tới cứu bây giờ là 23 ngày em chưa tưới miếng nước nào vô cây mai hết. Có giác sáng nè, em phun trên lá nè. Em quơ sương trên lá nè, còn ướt nè anh em. Em tưới quơ sáng, em quơ trên lá toàn thể cái vườn mai của em luôn, chứ không phải là một cây si này đâu. Còn nói á, nhiều khi anh em không tin, cái vườn mai của em từ hồi đầu tháng 6 tới bây giờ qua có hơi mưa dầm, em chỉ tưới vô gốc cho cái mấy cái gốc mai của em chỉ có hai lần vào gốc thôi, còn như là hàng ngày là em cứ quơ sương trên lá, rồi miếng yêu cầu trong cái chất trồng em còn ẩm, em không bao giờ tưới vô nước vô gốc. Chừng nào mà cảm thấy nó khô mình mới tưới, còn không khô còn ẩm ẩm là cứ sáng quơ sương trên lá, tại vì anh em quơ sương trên lá là nước nó đã tuột xuống vô cái chất trồng mình một mớ rồi, là nó cũng đủ rồi. Với 10 ngày anh em tưới phân, tưới nước thuốc một lần, giờ tỷ cái gốc này tưới 2 lít là nó cũng đã vô có nó hơi nước rồi, anh em không cần tưới nước nữa ha. Thì em cũng chia sẻ cho mấy anh em miền ngoài để áp dụng cứu cây mai đó, mua thuốc của em về áp dụng cái cách cứu của, cách mà chỉ của em là vậy đó, nó ok rồi nè. Mà cây mai rồi á anh em thấy không, hai cử tưới dưới dưỡng rễ rồi nè, từ rồi tới bữa 30 này bắt đầu em tưới gô nữa cho anh em xem. Gô không cộng cơm cá nữa, cơm cá tưới nhiêu đó đủ rồi, cây mai mạnh rồi. Bây giờ chỉ bữa hổm kích cho nó ra, phụ cho cái chồi nó đi ra mạnh, nó nhảy chèo nè anh em thấy không nè. Nó thì bây giờ nó đã ra như vậy là nó mạnh rồi, chứng tỏ nó mạnh rồi. Thì anh em không cần cộng thằng cơm cát nữa, mà anh em chỉ tưới thằng gò gô dưỡng rễ thôi.
Rồi, và cũng không cần tưới thuốc, nước thuốc vào gốc nữa, mà cứ định kỳ 10 ngày anh em phun thuốc ngừa nấm trên lá đó, thì anh em lấy cái thuốc này anh em phun luôn cộng với sâu với bọ chỉ. Nhưng còn những cây mai thành phẩm cũng vậy nè anh em, cái thuốc này tưới vào gốc được, phun trên lá được, chứ không phải là chỉ là tưới vào gốc không, nên mình chỉ tưới cho nó một hai lần thôi trong cái chất trồng của nó đi, để cho nó diệt nấm trong chất trồng, rồi cây mai mình nó đâm được chứ sung rồi, thì bây giờ mình phun trên lá nó cũng quang hợp, nó rút xuống gốc thôi, thấy không? Rồi, em cũng chia sẻ cái clip này với anh em mà ở ngoài miền ngoài đó, nhắn tin bình luận cứ họ hỏi em ơi, ngoài anh ông mưa dầm quá rồi làm cách nào, thì em chỉ đó, mua cái bị bóng vô mùa mưa này anh em cứ buộc vô cái gốc mai cho em, khi nào hết mưa thì mở ra, tới cử tưới phân thì nhớ dở cái bị bóng lên tưới vậy thôi, là bảo đảm cây mai anh em ok à, không cần tưới nước nhiều. Cái mai em nói thiệt, bây giờ em ngồi em làm bao nhiêu năm rồi, năm nay em áp dụng cái kiểu cách của em đó, cái cách của em chia sẻ với anh em đó, không cần tưới nước vô gốc mai, cảm thấy khô bầu thì tưới, còn cứ thò tay vô gốc còn ẩm ẩm thì cứ bỏ luôn, cứ phun trên thân, còn có mưa sương sương thì bỏ luôn, không cần phun trên thân luôn. Nó cũng chia sẻ với anh em đó là mấy cây mai nè em làm bữa nay nó đâm tược nè, nó hai cử tưới dưỡng rễ cộng chung hai cử tưới gốc thuốc và hai cử tưới dưỡng rễ đó nè, nè hết cái vườn em bữa nay nó bắn nè, còn mấy cây này nặng quá nè, hai cử dưỡng rễ hai cử thuốc thì bữa nay nó cũng đi nhảy ra từ từ hết rồi nè anh em đây, chứ không cần mà mình tưới nước thuốc vào nhiều, phun ngừa nấm tội gì anh em bỏ tiền ra mua thuốc ngừa nấm khác chị, xài này luôn thì nó đâm tược cho anh em những cái mai si và mai thành phẩm bây giờ nó cũng phải phun dần cho ngừa nấm nó chứ đó, thì em cũng chia sẻ với mấy anh em ngắn gọn vậy ha. Anh em ngoài miền ngoài thì trời mưa thì mua cái bị bóng buộc vô cái gốc mai, chùm hết cái chậu cho em, đừng cho nước mưa vào chất trồng, cứ bỏ đại đi rồi tới cử tưới nước thuốc thôi là cái mai của anh em nó sẽ phát liền, phát mạnh lại liền à, yên tâm đi. Rồi bữa nay em cũng sẵn đây, em quay cho anh em xem, em chuẩn bị phối cái bộ dưỡng rễ này để dùng cho cây mai trong cả năm, để cho nó phục hồi cây mai tốt nhất một cách có thể đây. Anh em thấy em mua cái can này năm lít không? Đây để phục hồi, siêu phục hồi mai nè, siêu phục hồi đó đúng không? Phục hồi cây si nè, tái sinh đất nè, giải độc nè, ra rễ mạnh nè, tăng pH nè, dày lá xanh lá mặt trời, dày nó chưa đậm đặc, nên em phối thêm là cái bộ này nữa. Đây là bốn gói này nè anh em, quay cho anh em xem, 1, 1, 2, 3, 4 cộng chung vô cái bình này nha, ca 5 lít này, là thêm hai gói này nữa, là tổng thể cái này nhiêu đây, cộng vô cái này là pha được 2.500 lít nước. Nó để là em phối cái bộ này rồi em sẽ tưới cho anh em xem nghe, rồi anh em sẽ coi cây mai của em nó ra sao. Tại vì ở trong đây nó thiếu, nó chỉ có giải độc thôi, còn em mới phối thêm nè, giải độc hữu cơ nè, giúp tơi xốp đất nè, bung chòi nè, tăng đề kháng nè, hạ phèn nè, anh em thấy không? Rồi xử lý đất nữa nè, nó rồi phối thêm cái gói này nè, thêm cái gì chống giải độc phèn nè, ngộ độc hữu cơ nè, ra rễ cực mạnh nè, chống nghẹt rễ nè, giọt đọt nè, bông dày nè, nó là em phối vô cái bình này cho anh em xem luôn. Rồi em sẽ làm một cái bộ dưỡng rễ mỗi lần anh em tưới phân NPK, nếu mà anh em có xài như của em, nếu em quay cho anh em có tìm mua thì tìm mua được thì mua nha, còn không được thì cứ alo em chia, sau này em chia nữa em chiết ra chai nhỏ cho anh em, để tỷ cái chai lấy chai nước suối chia lại cho anh em 100-200 ml gì đó rồi anh em xài dùng. Rồi để em áp dụng trước, để bắt đầu bữa nay tiến hành em phối đầu tới 30 này em tưới vào một hai gốc mai của em cho anh em xem, rồi em cập nhật cây mai để em xài cái loại thuốc mới phối đây để cho bộ rễ cây mai, rồi để cho anh em xem, rồi nếu ok thì anh em nào có muốn xài thì em sẽ chiết nhỏ lại, chai nhỏ lại chia cho anh em xài. Còn anh em nào vườn mai lớn, mai có giá trị thì nên xài những cái loại này em phối, bảo đảm anh em cái mai của anh em nó được mạnh khỏe. Tại vì đây em phối chống úng rễ, chống nghẹt rễ, ngừa tiếng trùng rễ,
rồi giải độc rễ, giải độc hữu cơ cho rễ trong chất trồng luôn. Em làm hết toàn bộ phối là một cái này nó đậm đặc lắm. Sau này nếu cái bộ này thì nếu mà dùng em phối như vậy là có thể là 1 ml cho 2 lít nước hoặc 1 ml cho 1 lít nước, chứ không có mà pha nhiều ml như mấy cái loại kia nữa. 100 ml là phải pha 100 lít nước hoặc 200 lít nước, chứ không không có mà 1 lít nước mà 2-3 ml loại nước thuốc kia. Em làm rất đậm đặc. Rồi vậy bữa nay em cũng quay cái clip này lên để cập nhật mấy cây mai, cái vườn mai của em cho anh em xem, và quay cái cây mai mà em cứu nay 20 ngày đó, rồi dưới chia sẻ cho mấy anh em ở ngoài miền ngoài mà lúc này vô trời mưa thì cách khắc phục đó, cây thành phẩm hay là cây si gì anh em cứ sắm cái bị bóng đi, nếu anh em đam mê thì sắm sắm cái bao ni lông này đi, rồi cứ buộc vô gốc, mưa nó tuột ra ngoài thì cây mai nó anh em nó ấm nó sung hoài. Còn như để anh em không đẩy vô thì để trời mưa nó lọt vô nó cứ lạnh ghễ hoài thì cây mai anh em nó bị đứng, nó kém phát triển. Vậy thôi. Em cũng chia sẻ với anh em ngoài miền ngoài là hôm nay sẵn trả lời như vậy đó cho mấy anh em biết đó nha. Rồi anh em nào có xem này cứ có áp dụng theo kiểu cách của em nè, chỉ thì làm. Rồi em xin chào tất cả anh em. Em xin chào ạ. Chúc anh em một buổi sáng thật nhiều sức khỏe ha.